Sáng 19 tháng 1, Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề. Chủ trì kỳ họp có Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng. Cùng tham dự kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức, các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Tại kỳ họp thứ 15, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Trong đó đáng chú ý là nghị quyết chủ trương hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được thông qua, sẽ hỗ trợ cho các đối tượng là gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, cá nhân là đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội, hưu trí, bệnh nhân, phạm nhân, công chức viên chức người lao động có hệ số lương cộng phụ cấp vượt khung từ 5.0 trở xuống. Tổng kinh phí thực hiện chủ trương là hơn 284 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và ngân sách huyện. Theo nghị quyết quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước sẽ áp dụng mức giá tương ứng với mức giá tối thiểu thuộc khung giá quy định tại thông tư 21 năm 2023 của Bộ Y tế. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nghị quyết về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công, nghị quyết về bổ sung các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2024, nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai năm 2022. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bảo nhấn mạnh, nghị quyết về chủ trương hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn là nghĩa cử cao đẹp, mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong dịp Tết đến xuân về. Mặc dù ngân sách của địa phương cũng còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết đến xuân về là một nghĩa cử cao đẹp, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Để mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân đón Tết. Với ý nghĩa đó, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, có biện pháp phòng ngừa những hạn chế, thiếu sót, tiêu cực trong quá trình triển khai thực hiện chính sách. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bảo cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại, yếu kém trong giải ngân vốn đầu tư công như trong những năm vừa qua. Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương cần quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ các nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2024 đã đề ra ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm mới.